Hộp thư bạn nghe đài. Hộp thư bạn nghe đài. Thưa quý vị, mở đầu chuyên mục Hộp thư bạn nghe đài hôm nay, Đài Phát thanh Long An xin mời quý vị theo dõi nội dung trả lời thư sau đây. Thư của anh Trần Văn Cầu, ngụ tại xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Thư của ông Phạm Văn Ôi, ngụ tại xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Phần có chuyên đề mà quý vị theo dõi bài viết từ sự chuyển nhượng, sau đây mời quý vị cùng theo dõi. Anh Trần Văn Cầu, ngụ tại ấp 1, xã Lương Bình, huyện Bến Lức hỏi: trường hợp con bệnh thì cha mẹ được nghỉ làm việc bao nhiêu ngày, mức hưởng ra sao? Anh Trần Văn Cầu thân mến, Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An trả lời như sau. 1. Thời gian nghỉ. Con dưới 3 tuổi, tối đa 20 ngày làm việc một năm. Con từ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi, tối đa 15 ngày làm việc một năm. Lưu ý trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội. Nếu một người đã nghỉ hết thời hạn quy định mà con vẫn ốm đau, thì người kia được nghỉ tiếp theo quy định trên. 2. Mức hưởng chế độ chăm sóc ốm đau. Mức trợ cấp bằng 75% mức tiền lương, tiền công, đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc chia cho 26 ngày, sau đó nhân với số ngày thực tế nghỉ việc trong khoảng thời gian được nghỉ theo quy định. Nếu nghỉ ốm ở tháng đầu tham gia bảo hiểm xã hội thì lấy mức lương của 9 tháng đó để tính hưởng trợ cấp. Giải ý trả lời cùng anh. Ông Phạm Văn Ôi, ngụ tại xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, gửi thư về đài thắc mắc về chế độ nghỉ việc đối với cán bộ xã. Ông Phạm Văn Ôi thân mến, ông Đỗ Thanh Hải, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Vĩnh Đông trả lời như sau. Qua xem xét hồ sơ, ông Phạm Văn Ôi có thời gian tham gia công tác tại xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành từ tháng 7 năm 1975 đến tháng 10 năm 1981 với chức vụ là cán bộ giao liên xã Thanh Vĩnh Đông. Căn cứ quyết định số 130 ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ về việc bổ sung chính sách chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và căn cứ quyết định số 111 ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi bổ sung một số chính sách chế độ đối với cán bộ xã phường. Đối chiếu với hai quyết định nêu trên, ông Phạm Văn Ôi có thời gian công tác từ tháng 7 năm 1975 đến tháng 10 năm 1981 với chức vụ là cán bộ giao liên xã Thanh Vĩnh Đông thì không thuộc đối tượng trong phạm vi điều chỉnh của hai quyết định nêu trên. Cho vậy, ông không được giải quyết theo đơn yêu cầu của ông. Một số ý trao đổi cùng ông. Quý thính giả thân mến, bà Trần Thị Ba, ngụ tại xã Hướng Thọ Phú, thành phố Thân An, phải thi hành một số bản án của tòa án. Tuy nhiên, do không có khả năng thi hành, nên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thân An phải áp dụng biện pháp cưỡng chế bán đấu giá tài sản. Điều đáng quan tâm là khi những người con hùng tiền để chuộc lại tài sản thì người đấu giá thành lại kêu giá quá cao. Phần cuối chuyên mục Hộp thư bạn nghe đài hôm nay mà quý vị theo dõi phản ánh nội dung vừa nêu. Ông Nguyễn Văn Thanh, bà Trần Thị Ba, ngụ số 187, ấp 3, xã Hướng Thọ Phú, thành phố Thân An, là người phải có trách nhiệm thi hành một số bản án của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Trong đó, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thân An tiếp nhận thụ lý, thi hành các bản án gồm: Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Long An với số tiền trên 77,8 triệu đồng phải trả cho ông Tạ Văn Hoàng và bà Nguyễn Thị Thanh Nga, ngụ tại phường 3 thành phố Thân An trên 31 triệu đồng và Ngân hàng Chính sách Xã hội Long An trên 29 triệu đồng. Do ông Nguyễn Văn Thanh đã qua đời vào năm 2015 nên còn lại một mình bà Ba phải thi hành án. Do không có tiền để trả nợ nên sau những lần làm việc không thành, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thân An phải áp dụng biện pháp theo quy định của pháp luật, đó là cưỡng chế tài sản. Vấn đề này, ông Tạ Văn Hoàng, phường 3 thành phố Thân An và ông Đặng Văn Thảo, chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thân An cho biết như sau. Hỏi bà mượn tiền thì tôi không có tiền nên cho bà mượn cuốn sổ đỏ. Bà đi vay, bà nói trong vòng tháng thì bà trả lại. Bà vay ngân hàng, bà trả lại. Bà vay ngân hàng xong bà không trả, bà đi luôn. Cái tôi lên nhà tôi đòi. Quá trình tổ chức thi hành án thì chúng tôi thì khi tiếp nhận là nó có ba cái hồ sơ. Thì trước đây thì cái bản án số 85 ngày 23 tháng 3 năm 2009 thì cơ quan thi hành án đã ra quyết định thi hành án số 1573 ngày 14 tháng 5 năm 2009 thì bà Ba và ông Thanh phải thi hành án tổng số tiền là đến thời điểm thanh toán là 77.837.400 đồng. Ngoài ra thì còn nợ bên ngoài hai hồ sơ nữa. Đó, thì số tiền thì cũng trên 100 triệu đó. Quá trình tổ chức thi hành án thì cơ quan thi hành án đã
vận động bà ba, ông Thanh tự nguyện thi hành án. Tuy nhiên là ông bà này không tự nguyện thì cơ quan thi hành án đã tổ chức cưỡng chế để đảm bảo thi hành án cho các khoản nợ. Đối với tài sản của bà Trần Thị Ba đã kê biên, định giá, phát mãi nhưng không có người đăng ký mua. Vì vậy, lần thông báo bán đấu giá sau bao giờ cũng giảm giá so với lần trước. Cuối cùng, các bên tự thỏa thuận với nhau sẽ bán căn nhà và quyền sử dụng đất thửa số 4, tờ bản đồ số 34 diện tích 726m², loại đất ở nông thôn theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân thị xã Tân An, nay là thành phố Tân An cấp ngày 8 tháng 5 năm 2006, đã bị kê biên để thi hành án. Người mua là ông Bùi Thạch Châu, ngụ tại thành phố Tân An với giá 160 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Ba, Ủy ban nhân dân xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, ông Đặng Văn Thảo, chấp hành viên chi cục thi hành án dân sự thành phố Tân An và ông Bùi Đức Quốc, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An cho biết thêm. Lần lần cái giảm mà giảm không có nói tôi, giảm không ở trong ở tự tòa án giảm lần giảm nhiêu rồi á, tới chừng mà mời tôi là còn thì giá là có 158 triệu thôi. Ngày 24 tháng 3 năm 2016 thì cái giá trị tài sản nó là chưa đến 160 triệu đồng, thì còn giá trị còn lại đó. Thì tại thời điểm này thì các bên nó là đến thì tự nguyện thỏa thuận, có văn bản thỏa thuận thì tự bán với nhau bên ngoài để giải quyết khoản nợ. Do vậy cơ quan thi hành án là tổ chức cho tự thỏa thuận. Rồi hai bên đã thỏa thuận và đã ra hợp đồng công chứng. Qua cái thi hành án về việc thi hành án năm 2016 thì bà đã giao đất cho thi hành án thành phố Tân An với diện tích là khoảng 777m², trong đó nhưng mà hiện nay thì về cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà thì đã cấp trùng thửa với hậu cái bên là 1.201,7m². Việc bán đấu giá đã xong, bà Trần Thị Ba trả tiền cho bên được thi hành án, đồng thời bà còn có trách nhiệm cùng với người mua tài sản ký tên vào hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã Hướng Thọ Phú. Tuy nhiên trên thực tế bà chỉ sử dụng hơn 700m² đất nhưng lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hơn 1.200m². Vì vậy, vì khoản chênh lệch này cho nên bà Ba không thể làm hồ sơ chuyển nhượng được. Bên cạnh đó, những người con trong gia đình bàn bạc hùng hạp tiền để bà Ba có điều kiện chuộc lại tài sản đã đem bán. Thế nhưng người mua ra giá nếu có 250 triệu đồng mới cho chuộc lại. Do số tiền chuộc lại tài sản quá cao so với mức đã bán, vì vậy bà Trần Thị Ba gửi đơn yêu cầu trợ giúp nhằm có điều kiện chuộc lại tài sản bởi bà không có nơi ở nào khác. Tuy nhiên, yêu cầu đó là quyền của bà, còn cho chuộc hay không và giá bao nhiêu còn tùy thuộc vào ông Bùi Thạch Châu, bởi bà tự nguyện ký tên vào biên bản giải quyết việc thi hành án được lập ngày 24 tháng 3 năm 2016 giữa chi cục thi hành án dân sự thành phố Tân An, bà Bùi Thị Ba, ngân hàng hợp tác xã, bà Bùi Thị Thanh Nga, ông Tạ Văn Hoàng và người mua tài sản là ông Bùi Thạch Châu. Bên cạnh đó, hợp đồng chuyển nhượng còn được tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc công chứng. Bà Nguyễn Thị Thuận, chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự thành phố Tân An cho biết thêm. Theo luật mới bây giờ thì cái sau khi giảm giá 3 lần thì người được thi hành án mới được có quyền nhận tài sản. Nhưng mà bà Ba tiếp tục cho tự bán tài sản, có chữ tự bán này, để thi hành với giá 160. Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tân An đã thi hành hoàn tất các bản án nên đưa hồ sơ vào lưu trữ. Bên phải thi hành án đã nhận được tiền, phần còn lại là phải chờ Ủy ban nhân dân thành phố Tân An ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đã cấp cho bà Trần Thị Ba vào năm 2006 để cấp lại cho đúng thực tế. Từ đó mới giải quyết hồ sơ chuyển nhượng. Vấn đề được đặt ra là tại sao những người con của bà không thể hùn tiền sớm hơn để giúp cho việc thi hành án, trong đó bà Ba khỏi bị mất nhà và cơ quan chức năng đã tốn thời gian công sức cho việc thi hành án. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Hộp thư bạn nghe đài của Đài Phát thanh Long An đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại quý vị ở chuyên mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.